Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Thủy Vân xin được thay mặt chuỗi kịch làm chương trình xin được gửi đến quý khán thính giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế ở 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Hôm nay, Trung Quốc tiếp tục đón nhận một tin vô cùng đau buồn khi con đập Tam Hiệp vỡ tan nát trong lòng của người dân Trung Quốc, khiến cho ông Tập Cận Bình hết sức đau buồn. Kính thưa quý vị, con đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh này trong thời gian qua đã nhắc đi nhắc lại và tốn không biết bao nhiêu giấy mực của rất nhiều các nhà báo trên toàn thế giới. Hầu như tờ báo nào cũng nói đến con đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh. Người thì nói rằng con đập này đã vỡ, người thì cho rằng con đập này sắp vỡ, người thì cho rằng con đập này đang bị lung lay, người thì nói nó chính là tử huyệt của phía Trung Quốc. Vậy những đáp án trên, đáp án nào là đúng nhất? Xin thưa với quý vị rằng đáp án đúng nhất chính là đáp án mà con đập Tam Hiệp đã vỡ tan nát trong lòng hơn 1,4 tỷ người dân Trung Quốc. Bởi toàn bộ người dân trên đất nước Trung Quốc đại lục đều rất lo lắng cho con đập. Nếu nó vỡ thì nó sẽ nhấn chìm toàn bộ Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Khi đó trên bản đồ thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa, và Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Chính quyền của ông Tập Cận Bình khi đó cũng không bao giờ được nhắc tới trên trường quốc tế. Kính thưa quý vị, vậy siêu đập lớn nhất hành tinh này nếu vỡ, nó có ảnh hưởng tới các nước xung quanh Trung Quốc hay không? Đặc biệt là có ảnh hưởng tới đất nước Việt Nam hay không? Xin thưa với quý vị rằng các chuyên gia thủy lợi hàng đầu của thế giới cũng như các chuyên gia thủy lợi của Việt Nam nói rằng siêu đập Tam Hiệp mà vỡ thì không ảnh hưởng gì tới đất nước của Việt Nam. Các tỉnh thành phía Bắc của Việt Nam giáp ranh với đường biên giới của Trung Quốc cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì. Vì vậy, nếu như siêu đập Tam Hiệp lớn nhất hành tinh này có vỡ thì chúng ta cũng không cần phải quan tâm. Điều bây giờ chúng ta đang quan tâm đó chính là việc làm kinh tế, cũng như những tháng cuối năm chúng ta sẽ làm được gì, và tình hình mưa lũ về miền Trung, ruột thân thiết của Việt Nam có còn tái diễn như năm 2022 không? Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết tình hình đập Tam Hiệp đang rất nguy cấp. Tuy nhiên, chính quyền của ông Tập Cận Bình vẫn đem quân đi khuấy đảo ở ngoài Biển Đông, gây ra rất nhiều những mối quan ngại sâu sắc cho các nước trong khu vực. Liên quan đến tình hình quân đội Bắc Kinh vẫn đang cho quần thảo ở ngoài Biển Đông, tờ báo quốc tế cho biết hiện tại tình hình Biển Đông đang hết sức căng thẳng, không chỉ có mưa to, gió lớn, áp thấp nhiệt đới và những cơn bão càn quét trong những tháng vừa qua làm cho Biển Đông dậy sóng cao lên tới hơn 100 mét, thì hôm qua Hải quân của Trung Quốc lại tiếp tục điều quân ra ngoài Biển Đông, gây ra căng thẳng cho nhiều nước trong khu vực. Tờ báo nói rằng lợi dụng tình hình các nước trên thế giới đang tập trung cho công cuộc phòng chống đại dịch Covid, lợi dụng Mỹ đang rối ren với căng thẳng ở Ukraine và các nước không hề quan tâm tới vùng biển này, nhất là mưa bão đang cạn quét, cho nên chính quyền của Bắc Kinh đã đem rất nhiều giàn khoan và tàu chiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép. Tuy nhiên, tờ báo quốc tế cho biết phía Trung Quốc đang rất mạo hiểm khi thách thức những cơn bão đang càn quét ở ngoài Biển Đông. Cũng vì vậy mà hôm qua, cơn bão số 3 được hình thành từ áp thấp nhiệt đới siêu mạnh ở khu vực Biển Đông đã đánh sập một giàn khoan mang tên Hải Nam 888 của phía Trung Quốc. Một giàn khoan khác mang tên Hải Nam 999 đang hoạt động hết sức phức tạp tại khu vực Biển Đông. Điều này cho thấy rằng Trung Quốc đang thách thức thế giới, đặc biệt là thách thức Mỹ và Nga. Kính thưa quý vị, Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cũng như Hải quân của Nga hôm qua cho biết đã nhận được tin báo khẩn cấp từ tập đoàn khai thác dầu khí lớn nhất của nước Nga có tên là Rosneft ở ngoài Biển Đông. Báo cáo cho biết phía Trung Quốc đang cho rất nhiều tàu hải cảnh, tàu chiến, các loại mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng, vũ khí sát thương, tàu hộ tống giàn khoan mang tên Hải Nam 999 và Hải Nam 101 đang hung hăng tiến ra ngoài Biển Đông để khai thác dầu khí trái phép, đồng thời va chạm mạnh đối với tập đoàn Rosneft của Nga. Điều này đã gây ra mối quan ngại sâu sắc cho chính phủ Nga cũng như là ông Putin. Chính vì vậy mà ông Putin dù đang rất bận rộn với cuộc chiến tại Ukraine và đối phó với các lệnh trừng phạt của các nước phương Tây. Kính thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, khi mà phía Trung Quốc phát hiện ra quân đội Nga di chuyển vào ngoài Biển Đông, họ đã cho dàn trận bao vây bí mật phục kích bám theo để đánh úp. Vào 17 giờ 46 phút chiều ngày hôm qua, đụng độ chính thức xảy ra, hai bên liên tiếp ăn miếng trả miếng, không bên nào chịu nhường bên nào. Vòi rồng của phía Trung Quốc được cho là đã phun ra, tiếng súng được cho là đã nổ. Tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã tăng tốc và đâm vào tàu chiến của Nga. Rất may, hải quân của Moskva đã cho tàu chiến chặn đầu và khống chế được sự nguy hiểm của phía Trung Quốc. Chính quyền của Tổng thống Nga, ông Putin đã cho 6 tàu ngầm Kilo phóng 18 quả tên lửa vào những vòng vây của phía Trung Quốc, khiến cho 4 tàu hải cảnh của phía Trung Quốc bị chìm dưới đáy biển. Trước đó, thì 2 con tàu sân bay Liêu Ninh và Sơn Đông của phía Trung Quốc
cũng bị cơn bão số 3 vùi dập ở ngoài Biển Đông. Theo tờ báo Moskva trích dẫn từ nguồn tin của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, một đô đốc chỉ huy thuộc hạm đội Biển Đen của Nga tên là Alex Mosi cho biết cuộc đối đầu này hôm qua diễn ra khá căng thẳng. Phía tàu của Trung Quốc họ rất hung hăng và dữ dội. Họ liên tiếp tăng tốc, phun vòi rồng cũng như liên tiếp nã đạn vào tàu chiến của chúng tôi, buộc chúng tôi phải ra tay hành động gấp. Và sau 2 giờ 50 phút quần thảo đánh nhau giáp lá cà, hải quân của Bắc Kinh bị chúng tôi đánh cho tan tác, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Theo thống kê mới nhất của cơ quan bảo vệ bờ biển Nga cho biết, 4 con tàu hải cảnh phía Trung Quốc bị trúng ngư lôi và bốc cháy dữ dội. 4 máy bay quân sự của Bắc Kinh đã trúng tên lửa và lao xuống Biển Đông. 150 thủy thủ đoàn của hải quân Trung Quốc đã bị bắt giữ và điều tra. Kính thưa quý vị, theo tờ Moskva cho biết, sau khi không quân hải quân của Nga đánh một trận tổng lực vào phía Trung Quốc, hải quân của Trung Quốc đã cho chạy toán loạn về phía đảo Hải Nam để trú ẩn. Tuy nhiên, trong quá trình chạy, chúng đã bị va một cơn bão số 3 cũng như vùng áp thấp, khiến cho 4 con tàu dân quân biển của Trung Quốc chìm dưới đáy Biển Đông. Như vậy, có thể nói rằng trong một tuần vừa qua, thiệt hại mà hải quân Trung Quốc phải gánh chịu là vô cùng to lớn. Người ta cho biết đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn được gọi là nghiệp quật mà Trung Quốc đang phải gánh chịu bởi những tội lỗi mà Trung Quốc gây ra, không thể dùng cùng tha thứ và chấp nhận được. Chính phủ Bắc Kinh liên tục điều tàu chiến ra ngoài Biển Đông để uy hiếp cũng như đe dọa các nước. Đây chính là lý do vì sao Mỹ và Nga liên tục điều tàu chiến để răn đe Bắc Kinh, và các nước đều ủng hộ Nga-Mỹ trong thời gian tiếp tục xảy ra để trừng trị Trung Quốc, bảo vệ các nước ở khu vực Đông Nam Á, nếu không Trung Quốc sẽ làm loạn. Kính thưa quý vị, có một cái tin được cho là cực kỳ đen tối đối với Trung Quốc mà chúng tôi mới cập nhật, đó là số người chết vì lũ nghìn năm có một ở Trung Quốc vọt lên 302 người. Giới chức Trung Quốc quyết định mở cuộc điều tra sau khi số người chết vì đợt mưa lũ nghìn năm có một ở tỉnh Hà Nam tăng vọt lên từ 99 lên 302 người. Tại một cuộc họp báo, giới chức tỉnh Hà Nam, miền Trung Trung Quốc cho biết số người chết trong đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng trước ở địa phương này đã tăng từ 99 người lên 302 người. Số người thiệt mạng riêng ở thành phố Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam là 292 người, trong đó có 14 người chết trong một toa tàu điện ngầm ngập nước, 39 người chết trong hầm đậu xe, 6 người trong hầm đường bộ. Hiện tại vẫn còn 50 người mất tích, gồm 47 nạn nhân ở Trịnh Châu. Tỉnh Hà Nam của Trung Quốc vừa trải qua một đợt mưa lũ kỷ lục, Châu là nơi ảnh hưởng nặng nhất. Lượng mưa đo được trong 3 ngày ở đây lên tới hơn 600mm, tương đương lượng mưa trung bình cả năm. Theo giới chức Trung Quốc, đợt mưa lũ đã ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 13 triệu người, phá hủy gần 9.000 ngôi nhà, gây thiệt hại kinh tế 114 tỷ nhân dân tệ, khoảng 18 tỷ đô la Mỹ. Các video hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội cho thấy hàng loạt ô tô bị lũ cuốn trôi, một hầm đường bộ ở Trịnh Châu bị ngập chỉ trong vòng 5 phút, hàng nghìn nhân viên cứu hộ, trong đó có cả binh sĩ và lính cứu hỏa đã được huy động để tham gia công tác tìm kiếm, cứu hộ tại Trịnh Châu. Dư luận tỏ ra hoài nghi về sự minh bạch số liệu của chính quyền địa phương trong suốt thời gian qua, bởi nhiều người vẫn còn đang đăng tin tìm kiếm người thân mất tích trong đợt mưa lũ. Thiệt hại do mưa lũ gây ra cũng khiến dư luận bức xúc, cho rằng chính quyền địa phương đã không cảnh báo kịp thời cho người dân tránh lũ hay ngừng các dịch vụ giao thông công cộng để đảm bảo an toàn, trong khi các nỗ lực cứu hộ chậm trễ. Hội đồng Nhà nước Trung Quốc hôm nay thông báo sẽ có lập một tổ công tác điều tra thảm kịch lũ lụt ở Trịnh Châu và sẽ buộc chính quyền địa phương chịu trách nhiệm nếu bị phát hiện lơ là nhiệm vụ. Những diễn biến liên quan đến mưa lũ Hà Nam cũng làm cho gia tăng căng thẳng giữa Trung Quốc và phương Tây, khi đoàn thanh niên ở tỉnh Hà Nam đã bị cho là kêu gọi cộng đồng mạng ngăn một phóng viên BBC đưa tin về tình hình mưa lũ. BBC sau đó kêu gọi Bắc Kinh ngừng các hành động quấy rối phóng viên của hãng này khi đưa tin tại Hà Nam. Một phóng viên của hãng Deutsche Welle Đức cũng bị một nhóm ở Trịnh Châu quấy rối khi tác nghiệp. Tuy nhiên, người phát ngôn trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên gọi BBC là hãng tin giả, báo buộc hãng tin này công kích và bôi nhọ Trung Quốc, đi chạch khỏi tiêu chuẩn báo chí một cách nghiêm trọng. Và các tin tức liên quan đến tình hình áp thấp nhiệt đới, mưa bão, tình hình Biển Đông hay kinh tế, chính trị, xã hội, tình hình ở Trung Quốc, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật và gửi cho quý vị vào các bản tin kế tiếp. Còn chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Chúc quý vị một ngày tràn đầy sức khỏe, vui vẻ. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo ở góc màn hình phía bên phải để không bỏ lỡ những video tiếp theo của bản biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, thời lượng của bản tin 24 giờ đến đây là kết thúc. Xin chào và gặp lại quý vị.